Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và ngày hôm nay thì để xem là Gaona Free Fire họ sẽ mang đến chúng ta đó là cái gì hay ho đây. Ok con dê, hôm nay thì có cái sự kiện đó là chiến đảo sa mạc nhận quà vĩnh viễn. Thì không biết là bên Gaona Free Fire họ có định là mang trở lại đảo sa mạc vào trong đấu rank hay không. Nói chung là cái đảo sa mạc là một trong những cái đảo mà đã ra mắt khá lâu trong Gaona Free Fire rồi. Nó ra mắt vào đầu năm 2021 nếu mà tôi nhớ không nhầm, hay là đầu năm 2020 ấy nhỉ, tôi cũng chả nhớ nữa, nhưng mà đại khái nó ra lâu lắm rồi. Nhưng mà chả hiểu sao tiểu cho vào trong rank, à hình như là nó đã ra được gần 2 năm rồi sao anh em ạ, và lú hết cả đầu. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao là ra rồi nhưng mà không chịu cho vào trong đấu rank rồi lại bỏ ra, thế nó mới đau. Xong bây giờ ra hẳn cái đảo mặt trời, nói chung là bên Gaona Free Fire hơi lú. Đấy, cái đảo sa mạc là một cái đảo rất hay, tôi rất là thích chơi cái đảo đấy nhưng không có nhiều điều kiện để tập luyện anh em ạ. Hôm nay thì bên Gaona Free Fire còn ra mắt chúng ta đó là cái vòng quay bánh mứt. Đấy, vòng quay bánh mứt đấy, nghe tên nó cứ mứt mứt anh em ạ. Và nghe tên vòng quay bánh mứt này nghe không được uy tín nó lắm. Đấy, nghe hơi nguy hiểm. Đấy, vòng quay bánh mứt nào, xem bánh mứt có gì ngon không nào. Ok, ui xùi, quay 90 kim cương nào. Cái này nó là cái quay mà nếu mà nó rơi vào trong cái chỗ chắc chắn nhận MP5 thì chúng ta sẽ quay thêm một lượt nữa để nhận một trong bốn khẩu. Đấy, nhưng mà nói chung tôi nói với anh em là cái sự kiện này nó lừa lắm anh em ạ. Sự kiện này lừa lắm. Quay cái này ra khó lắm. Không biết là như nào, nhưng ở bên server nước ngoài quay cái này khá ngon, khoảng 1000 kim cương một khẩu. Nhưng mà riêng về Việt Nam thì cái này tôi không chắc, tại vì riêng ở một server nào đấy chúng ta thường hay có những cái tỷ lệ rất là không tưởng. Ok, đấy, không ngon rồi. Ok, và thiếu kim cương mình qua Riaki.net, sau ta độc quyền duy nhất về Riaki mình. Ở đây có rất nhiều trò chơi hoặc là anh em có thể tham gia mua, có lẽ là có thể chơi những cái trò chơi trên này, hoặc anh em có thể mua những cái ác và ngon sẵn. Đấy, có một số những cái ác mà có thể có gửi mùa 1, mùa 2 ấy cũng khá thơm. Đấy, khi mà chơi ở đây thì anh em gặp vấn đề gì anh em có thể liên lạc với bên hỗ trợ chăm sóc khách hàng qua cái chỗ chào mừng bạn đến với shop Riaki, nick Riaki rồi nhá. Đấy, bấm vào đấy được hỗ trợ từ A đến Z. Thời gian sút làm rất nhanh, chỉ từ 1 cho đến 2 phút là kim cương đã về bản rồi. Thế nên anh em cứ yên tâm. Đấy, anh em cứ yên tâm thoải mái mà chơi. Ok, bây giờ mình đã rút 2800 kim cương về. Bây giờ mình sẽ chiến đấu với quả vòng cây bánh mứt này. À, xem vòng quay bánh mứt này nó có gì hay ho không. Ngay cái chữ bánh mứt nghe khó chịu thật sự ạ. À, vòng quay bánh mứt. À, vòng quay bánh à, tôi nhận cái lưỡi hái phát. À, nhận quả lưỡi hái pháo hoa phát. Nick này hôm nay mới nạp thẻ vào nên là nó được tính tích lũy cái lưỡi hái pháo hoa này. 999 hơi đắt một tí nhưng mà thôi, có tí tiền mừng tuổi anh em ạ. Nào, ok con dê. À, quay nào, tích cực quay tay, vận may chắc chắn là chưa tới và quay nhìn trông chán thật sự ạ. À, quả vòng quay bánh mứt này thì nó là cái vòng quay ở bên M87 ở bên server nước ngoài. Bên các server khác như server Ấn Độ hay là server Mỹ Latin thì họ dùng cái vòng quay này để cho khẩu M87 vào. Thì đợt trước tôi quay được khẩu M87, đó là tôi quay được tất cả khẩu M87 với giá khoảng 5.000 kim cương, 4.000 kim cương, 5.000 kim cương gì đấy. Đấy, trong cái bộ M87 chế tác ấy. Tuy nhiên thì cái vòng quay này có vẻ hơi khoai này. Và nãy giờ mở ra toàn khoai sọ với khoai lang. Ui dồi ôi, xa gì đi bạn ơi. Và mùng 3 Tết Gaona hào phóng tí nào. Gaona hào phóng tí nào. Đùa, cho đổ chán rồi đấy. Đấy, gà rán cho thoải mái tí nào bạn gà rán đây. Và ở đây rồi, MP5H Pháp. Như vậy là mất 1.900 kim cương để lấy khẩu này. Cũng được, khoảng 2.000 kim cương một khẩu. Cũng được anh em ạ, không đến nỗi tồi. Đấy, trông cái này nhìn đẹp lắm phết đấy. Và chúc mừng đã nhận được MP5H Pháp. MP5H Pháp cũng được. Và ok. Và không đến nỗi tồi. Nhưng mà nếu mà ra khẩu hỏa pháp thì ngon hơn. Hầu hắc pháp này thì cũng trước ở trong cái top 10 những skin súng MP5 thì nó cũng đứng ở một vị trí khá cao. Khẩu này cộng sát thương và xuyên giáp, nói chung là bắn ở tầm gần thì gọi là hết nước chấm, còn bắn ở tầm xa thì chấm phát hết nước luôn. Đấy, ok thì quay nốt thử xem ra thêm khẩu nào nữa không nhá. 2.000 kim cương một khẩu, nói chung là tôi không biết cái này nó bên nào tính tích lũy cái gì không, nhưng mà ví dụ nha, mở ra mấy cái khẩu thủy pháp hay các thứ thì cũng không ngon lắm. Thủy pháp hay mộc pháp thì ối rồi ôi luôn, khẩu hắc pháp thì nó còn ngon hơn. Đấy, còn nếu mà mở ra được khẩu hỏa pháp thì
lộc lá rồi. Nếu mà mở khẩu hỏa phát thì coi như là Gaina lì xì cho anh em rồi. Ok con dê. À, trông cũng được ấy. Nói chung là cái khẩu này thì trông nó ngoại hình nó cũng đẹp. À, bây giờ mình sẽ làm tí chạy bo đảo sa mạc. Lâu lắm tôi không chơi đảo sa mạc anh em ạ. Thề với anh em luôn. 1 tỷ năm rồi chưa chơi đảo sa mạc. Vì sao? Tới đảo sa mạc đời trước nó giới hạn thời gian mở. À, tôi rất thích cái đảo này. Không biết là có anh em nào thích cái đảo này giống như tôi không. Thời đầu ấy bên Gaina để cái map này màu sắc nó hơi bị đỏ. Đây là nhiều anh em không thích lắm. Nhưng mà đợt này họ sửa lại rồi. Bây giờ đảo này trông nó đẹp rồi. À, nào này bây giờ trông là tươi ngon ngọt thịt rồi anh em ạ. Nhưng mà mọi người vẫn không chơi. Tại vì là nó chỉ mở trong khung giờ giới hạn tầm khoảng 6 giờ tối thôi. Ở đây thì ai người ta chơi giờ đấy. Người ta giờ đấy người ta đi làm về người ta còn phải làm việc đó về kia chứ. Ôi trời ơi, đi đâu bạn ơi? Ôi trời ơi, nhảy gần vùng xanh, chắc là định nhảy vùng xanh mà thấy hơi rén S900. Ai định chắc định nhảy vùng xanh mà hơi tí rén. Tôi cũng định nhảy vùng xanh chơi mà để có một team mới nhảy rồi. Với cả mấy thằng team tôi lại hơi nhát anh em ạ. Ờ mấy ông một team mình ông NTNN. Đấy ông BGF đạt 123 toàn mấy ông nhát. Ôi. Và một đàn boss đây rồi, một đàn boss đây, cơ hội mình chăn điểm hay gì nữa. Một đàn boss tươi quá. Mượt quá anh em ạ, quá mượt. Đây ngon rồi. Ngon rồi. Ấy ok, có một thằng. Ui nó chạy khuất tầm rồi. Thằng ấy là thằng của thằng người đấy anh em ạ, không phải thằng boss đâu. Thằng đấy là cái thằng nó ở team này, nó là cái thằng ở team mà nó nhảy vùng xanh ấy. Và mình cứ phải cẩn thận. Nói chung là đi loot đồ thì né thằng đấy ra. Rất là nguy hiểm luôn mà bị bắn chết ở đồng đội không có vị hồi sinh đâu. Và đồng đội chơi ghép ngẫu nhiên này toàn mấy ông ngao ngáo. Ok hay quá, BGF đạt 123 có mạng hạ gục rồi mà gồm vị trí Vinh Bé ha. Vinh bé đã phải nằm. Vinh Bé ui tìm có thằng vợ yêu chồng thì nó giết người kìa. Vâng, căng nét khá là lẹt thôi, mình cứ ra mình loot đồ cho nhanh, tìm kiếm khẩu MP5 hắc pháp cái nhở. Cái mẫu MP5 hắc pháp cái nó tươi nhỉ. Vẫn chưa thấy thanh niên địch đâu. Còn một thằng nữa đây mà nhỉ. Và vẫn thấy ông đồng đội mình bắn nó chưa thấy thằng địch đâu ạ. Ảo ma thật đấy. Ảo thật đấy. Ở bên cái đảo sa mạc này ấy, thì cái vị trí mà bố trí những cái điểm hồi sinh ấy, cá nhân tôi đánh giá nó chưa hợp lý lắm. Ở phía bên tay trái nó khá ít điểm hồi sinh. Đấy, bên tay phải nó lại nhiều hơn. Bên tay trái mỗi 5-3 điểm hồi sinh. Đấy, bên tay phải nó khoảng 4 điểm hồi sinh. Đấy, thế nó mới ảo. Ok con C. Rồi. Có một thằng nào ở đây ơi, con boss boss thì xin cái mạng. Và nhiều anh em mà thích cây tỷ lệ headshot thì hay đi chăn boss. Đấy, tôi thì cũng đi chăn boss thôi. Đấy, cải thiện tỷ lệ headshot. Ngọc Enzo đã phải nằm. Đấy, nhẹ nhàng làm 4 mạng đầu game, 1 mạng người, 3 mạng boss. Ok con dê. Đấy rồi, đây này, cái team mà nó đi ở vùng xanh này nguy hiểm lắm anh em ạ, và cực kỳ nguy hiểm luôn. Đấy, để tôi chơi mấy thằng này, để tôi chơi chúng nó. À, để tôi, anh em để tôi, đồng đội đâu rồi, mày ông BGF đạt thì mình hoảng rồi. Ui, thay nó dùng dịch chuyển tức thời à? Vâng, vai trưởng, flat à? Ui rồi, dịch chuyển tức thời anh em, ảo thật đấy. Vâng, toàn rồi, đâu rồi, gấu trúc NTFF BGF đạt được hồi sinh ra cứu mình bạn ơi. Ui, đông thế. Mày, ui thôi xong rồi, chưa kịp làm gì cả, toàn rồi. Toang rồi, ok, thằng nó vừa giết mình lại giết luôn cả cái thằng chạy đằng sau ạ. Và một tình huống hỗn loạn của nhiều team. Cứu tôi các bạn ơi. Toang rồi. Và gấu trúc cứu bạn ơi, không biết có thể cứu kịp không. Hy vọng là không ăn thêm viên đạn nữa. Có một thằng nó đang đẩy sát tôi, thằng lái xe anh em. Đấy ơi, hay quá, ui xồi tuyệt vời. Tuyệt vời, gấu trúc thi đấu đã uy tín lắm ạ. Và ngáo đét thì chúng tôi 8 mạng nhẹ nhàng. Ngáo đét luôn, may quá, thoát rồi. Đồng đội đến rồi, yên tâm rồi. Và yên tâm luôn. Ok, lúc này team địch với team mình còn một team nữa anh em ạ. Còn một team nữa. Team mình với một team nữa, chưa biết team kia ở đâu. Vâng, quá nguy hiểm. Ok, xong rồi. Nó ở trên này à? Hỏng rồi. Ui, gấu trúc buông tay nhảy nguy hiểm thế. Và ui hóa ra nó đang sau lưng mình ạ. À, mình chạy bo không để ý. Mày chết, cậu M249 rồi. Cậu M249 nick ấy, cậu tỉa nó gọi là nát người. À làm sao sao yếu thế nhỉ? Vâng, bắn nó cái yếu. Bắn nó cái yếu anh em ạ. À, tỉa nó nát người này, sắp khổ này bắn chả chính xác gì cả. Vâng, nó bắn rất kém chính xác nhá. Ảo thật đấy. À, ui team địch còn mấy thằng? Team mình còn 3, team địch còn 4 à?
nguy hiểm quá nhờ, hay quá. Rồi thì mình bị hạ mất một thằng để tôi cover cho anh em thế này. Làm sao, làm sao, ui bắn chỉ trúng chảo anh em ạ. Bắn chỉ trúng chảo, ok ạ. Ôi, ôi, cái thằng nó móc, hai thằng nó móc thôi. Một thằng đấy, ui, có một thằng nó móc lên tận đến đây rồi. Nó cứu mình các bạn ơi, nó cứu mình các bạn ơi. BGM đạt, ui, gấu trúc, thôi xong rồi. Ngày trở lại với đảo sa mạc nát thế nhờ. Và ngày trở lại đảo sa mạc cũng khá nát anh em ạ, nát như tương bần, khổ thật sự. Ui thằng trên kia nó phọt Skyler liên tục kìa, ui tuyệt gấu trúc toang rồi. Cố lên BGM đạt, cố lên đạt. Ui thằng kia tên là thằng trùm cuối á, và nó bắn ông đạt, mình đạt thành đạt một feet rồi. Và đạt một lít rồi anh em ạ, và khổ thật sự. Nào cố lên đạt 1 2 3, đạt 1 2 3, cố lên đạt ơi. Đấy, địch còn mấy thằng nhỉ? Nãy có một thằng nó móc lốp mình, không biết thằng ấy chết chưa. Đấy, chắc là thằng ấy nhiều chết rồi. Team địch là còn một thằng bị gục với cả một thằng đang đẩy tới. Đấy ơi, đấy ơi, cố lên, cố lên, cố lên bạn đạt ơi. Đạt cố lên, lấy cái bu văn ra nào cho nó vui nào. Ui đạt 8 kill rồi đây này. Đạt cũng 8 kill thì phải. Ui, nào chơi, ui đạt vô tâm hay quá. Ui đạt vô tâm hết nước chấm á. Vậy là đạt cũng bằng kill với mình. Vâng, ngồi ảo thật đấy. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Riaki, mình đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau. Bye bye.